Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, Ủy ban châu Âu ra quyết định kéo dài thời gian áp dụng thẻ vàng với thủy sản Việt Nam. Tháng 1 năm 2019, EC sẽ quay lại xem xét vấn đề thẻ vàng. Tại sao qua 6 tháng khắc phục, chúng ta vẫn chưa gỡ bỏ được thẻ vàng? Còn những yêu cầu nào của EU mà Việt Nam chưa thực hiện được? Việt Nam cần làm gì để có thể gỡ bỏ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất? Tất cả sẽ được làm rõ trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Trước tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên VTV. Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu EC thông báo áp dụng biện pháp cảnh báo bằng thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường của Liên minh châu Âu EU. EC cũng đưa ra 9 khuyến nghị Việt Nam cần phải thực hiện ngay trong 6 tháng, từ ngày 23 tháng 10 năm 2017 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018, bao gồm đảm bảo thực hiện có hiệu quả pháp luật quốc gia sửa đổi, tăng cường thực hiện quy tắc quốc tế và các biện pháp quản lý xử phạt, khắc phục những thiếu sót đã được xác định trong thanh tra, kiểm soát và giám sát MCS, về vấn đề chứng nhận khai thác, tăng cường quản lý và cải tiến hệ thống đăng ký và cấp phép khai thác, cân bằng năng lực khai thác và chính sách đội tàu cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản, tăng cường hợp tác với các quốc gia phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế, đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và lưu giữ trong AFMOS, các tổ chức quản lý nghề cá khu vực. Kết thúc 6 tháng để Việt Nam khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 5 năm 2018, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC đã tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện các khuyến nghị này. Qua kiểm tra, ngày 4 tháng 7 năm 2018, Ủy ban châu Âu EC ra thông báo quyết định gia hạn thời gian phạt thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam thêm 6 tháng. Tới tháng 1 năm 2019, đoàn công tác của EC sẽ quay lại để xem xét vấn đề thẻ vàng của hải sản Việt Nam. Thưa quý vị, qua kiểm tra thực tế việc thực hiện các khuyến nghị về gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam, Ủy ban châu Âu EC cho biết Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc thực hiện 9 khuyến nghị này, nhưng tại sao Ủy ban châu Âu EC vẫn chưa gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản cho Việt Nam? Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trong đợt kiểm tra thực tế tại một số địa phương như Bình Định, Kiên Giang, đoàn thanh tra của EC đã phát hiện sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận, xác nhận sản phẩm thủy sản khai thác. Tại hai cảng Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định, Tắc Cậu thuộc tỉnh Kiên Giang vẫn chưa kiểm soát được số lượng tàu vào cảng và lên cá. Cụ thể, trong đợt kiểm tra ngày 9 tháng 5 năm 2018, đoàn thanh tra của EC đến thanh tra tại cảng cá Tắc Cậu thuộc tỉnh Kiên Giang. Ban quản lý nơi đây không cung cấp đủ hồ sơ liên quan đến tàu cá cập cảng. Theo đó, đơn vị chỉ cung cấp được 9 trên 31 giấy kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản. Trong số 9 giấy này lại có một giấy có sự sai khác giữa bản chính và bản photo. Bản photo không điền đầy đủ thông tin, sau khi bị đoàn thanh tra phát hiện mới bổ sung. Số cái việc của EU nêu ra, trong đó có việc là vẫn còn tàu đánh bắt ở vùng biển nước ngoài có vi phạm. Rồi một số cái thực hiện ghi chép để thể hiện là truy xuất nguồn gốc. Đánh bắt có trách nhiệm mà có quản lý thì nó vẫn chưa được triệt để. Vừa rồi thì Ủy ban châu Âu sau khi các phái đoàn về nước ấy, đã có cái kết luận, và cái kết luận đấy có đưa ra là chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều cái lỗi lầm trong việc thực hiện chính khuyến nghị, tuy nhiên thì cũng chưa triệt để, và đã gia hạn thêm cho Việt Nam trong 6 tháng tiếp theo phải thực hiện triệt để chính khuyến nghị này. Theo đó, trong đợt rút thẻ vàng lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu có đưa ra khuyến nghị về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra thực tiễn ngày 15 tháng 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC phát hiện tình trạng đánh bắt hải sản trái phép của Việt Nam vẫn chưa được thực hiện triệt để. Cụ thể, từ đầu năm 2018 đến nay, đã xảy ra 24 vụ với trên 200 ngư dân trên 20 tàu vi phạm vùng biển các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia, v.v. Các tàu này đăng kiểm tàu cá tại Bình Thuận, nhưng chủ yếu cư trú và hoạt động tại vùng biển Bạc Liêu. Trước từ bao nhiêu năm nay vẫn làm, nhưng mà như mà tôi nói rằng là làm là chưa đủ. Thì bây giờ phải làm đủ, phải minh bạch hơn, hệ thống hơn. Tại vì có những cái yêu cầu của Âu Châu mà bản thân nước mình nó cũng chưa làm hết, là vì mình thì tàu thuyền quá nhỏ, số lượng quá nhiều.
Lý giải về tình trạng này, các chuyên gia cho biết do nhiều tàu cá của Việt Nam chưa được gắn định vị để theo dõi hành trình. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 133.000 tàu cá, với gần 33.000 tàu cá đánh bắt xa bờ với công suất 90 CV trở lên, nhưng mới chỉ lắp thiết bị định vị vệ tinh Movima được khoảng 3.000 tàu. Đây là con số rất ít ỏi. Trong khi đó, thiếu thiết bị này, việc kiểm soát các tàu cá này có vi phạm vùng đánh bắt không là rất khó. Thực trạng của nghề cá Việt Nam, nghề khai thác thủy sản là đang rất manh mún. Những tàu thuyền nhỏ, chúng ta có số lượng tàu thuyền nhỏ rất là đông, tức là gần 130.000 tàu. Và như vậy là cái lực lượng kiểm soát thì chúng ta rất mỏng. Vì kiểm ngư rồi cảnh sát biển chúng ta hiện nay là thực tế là cái lực lượng đó rất ít. Cho nên việc kiểm soát để mà khống chế, để mà ngăn ngừa và để mà trừng phạt những cái vi phạm theo quy định IUU là chúng ta làm chưa tốt. Ủy ban châu Âu EC cũng cho biết hiện nay mức xử phạt vi phạm đối với hành vi khai thác đánh bắt hải sản trái phép của Việt Nam vẫn còn thấp, chưa tạo được sự răn đe, chưa tương đồng với các nước trong khu vực. Cụ thể, xử phạt 10 đến 100 triệu đồng đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động thủy sản từ 1 đến 3 tháng, tịch thu tàu cá, tịch thu thủy sản khai thác trái phép, trục xuất thuyền viên nước ngoài rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó, cùng với những vi phạm trên, Thái Lan áp dụng hình thức phạt tù đến 3 năm hoặc phạt hành chính đến 200 triệu đồng. Tại Indonesia, chính quyền thực hiện đánh chìm tất cả các tàu cá nước ngoài bị bắt giữ, tăng khung hình phạt tù giam đối với thuyền trưởng từ 3 đến 6 năm. Ngoài ra, họ còn phạt tiền 20 tỷ rúp, tương đương 38 tỷ Việt Nam đồng, đối với tàu cá nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Tại Philippines, phạt từ 3 tháng đến 10 năm đối với thuyền trưởng, thuyền viên đối với hành vi sử dụng chất nổ, khai thác các loại hải sản quý hiếm, phạt từ 50.000 đô la Mỹ, tương đương 1 tỷ Việt Nam đồng, đến 1 triệu đô la Mỹ, tương đương 22 tỷ Việt Nam đồng, đối với các trường hợp vi phạm. Phải nói rằng chúng ta cũng có một cái nghị định quy định về xử phạt hành chính trong việc đánh bắt thủy hải sản. Trong đó có một cái điều quy định về đánh bắt của các cái tàu cá nước ngoài đi vào trong các cái lãnh hải của Việt Nam, trong vùng biển của Việt Nam để đánh cá. Tuy nhiên cái mức xử phạt của chúng ta còn rất là hữu nghị, phạt từ 10 triệu đến 100 triệu và có các biện pháp bổ sung như là tịch thu thuyền, tàu, tịch thu hải sản, vân vân. Đồng thời cũng làm thủ tục trục xuất các cái ngư dân của nước ngoài họ về nước họ. Việc này không nghiêm khắc bằng một số nước khác, mà bấy lâu nay chúng ta thấy những tàu cá Việt Nam chúng ta đánh cá vi phạm vào nước khác, ngoài bị tịch thu tàu, tịch thu hải sản mà còn bị bắt nhốt mà lâu dài và phải qua nhiều cái thỏa thuận trao đổi ngoại giao để có thể đưa những cái ngư dân Việt Nam chúng ta về nước. Điều đó chứng tỏ rằng cái việc mà xử phạt hành chính của chúng ta so với nhiều nước về vấn đề đánh bắt vi phạm vùng đánh bắt của quốc gia khác còn nhẹ hơn. Chính vì những hạn chế như vừa nêu, Ủy ban châu Âu EC quyết định gia hạn thẻ vàng thêm 6 tháng để Việt Nam có thời gian rà soát và đưa ra những giải pháp để thực hiện triệt để những vấn đề trên. Thưa quý vị, qua nhiều lần cảnh báo và rút thẻ vàng, đợt gia hạn thẻ vàng lần này được xem là cơ hội cuối cùng cho Việt Nam khắc phục các khuyến nghị gỡ bỏ thẻ vàng EC cho thủy sản. Do đó, trong 6 tháng tiếp theo, Việt Nam cần đưa ra những giải pháp thực sự cứng rắn và thực hiện một cách quyết liệt hơn nữa. Vậy những giải pháp đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Theo Ủy ban châu Âu EC, để có thể gỡ bỏ thẻ vàng trong thời gian tới, Việt Nam cần thực hiện các yêu cầu gắn định vị cho tất cả tàu thuyền đánh bắt xa bờ để xác định xem tàu thuyền đó họ khai thác ở đâu, không được đóng thêm tàu thuyền nữa vì số lượng tàu thuyền đi khai thác của Việt Nam là quá nhiều, tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về thủy sản, nâng mức xử phạt và xử lý mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm. Đối với lại các cái khắc phục của các cái khuyến nghị của EU, thực tế ra là các cái hướng dẫn của chúng ta hiện nay từ trung ương xuống là rất là đầy đủ, như là công điện 732, cái chỉ thị 45 và vừa rồi là cái quyết định 78 của Thủ tướng Chính phủ. Và Bộ Nông nghiệp cũng có những cái văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Vấn đề là bây giờ chúng ta cần phải quyết liệt tuyên truyền thông tin, hướng dẫn và coi như là có những cái biện pháp xử lý mạnh ngay từ cơ sở, để người dân hiểu và tuân thủ các cái quy định này một cách coi như là toàn diện. Rồi các cơ quan quản lý địa phương
cộng với các đội biên phòng dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng đó, là phải nghiêm ngặt trong cái việc xuất bến và cập bến. Nếu như không thực hiện đầy đủ các cái yêu cầu của luật thủy sản đặt ra thì không cho xuất bến. Còn khi cập bến thì tôi cũng kiểm tra luôn. Thiếu thì nhắc anh là anh không hoàn thành thì lần sau không được ra. Để tránh tình trạng sai phạm về kiểm soát, cấp chứng nhận trong những lần tiếp theo, trong thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát hành trình tàu cá, ghi chép nhật ký một cách nghiêm túc và đầy đủ hơn, bởi truy xuất nguồn gốc là một trong những điểm mấu chốt để gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản. Cái đầu tiên mà để mà đáp ứng được yêu cầu mà kiểm tra thực tế của EC, thứ nhất là bây giờ là chúng ta phải kiểm soát tốt cái tàu cá khai thác trên biển bằng cách là chúng ta phải có cái các cái tàu cá mà trên 15 mét, tức là trên 90 cv mà đánh bắt xa bờ ấy, là chúng ta phải lắp các cái thiết bị, và đặc biệt là tàu từ 15 mét trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Thứ hai nữa là đối với lại hải sản mà khai thác thì phải có truy xuất được nguồn gốc, và muốn vậy thì phải ghi nhật ký, chủ tàu và ngư dân phải ghi nhật ký và nộp cho cơ quan quản lý cảng cá, và chi cục thủy sản phải có cái phòng mà công tác tại nằm tại cảng để cùng với cảng cá để xác nhận cho các lô hàng cho các doanh nghiệp để mà xuất khẩu, truy xuất được nguồn gốc. Thì cái này rất quan trọng. Đây là cái điểm mới nhất mà chúng ta khó nhất chúng ta phải làm. Đấy. Thứ ba nữa thì chúng ta phải chấm dứt cái tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác vùng biển các nước một cách bất hợp pháp. Đặc biệt là đối với các quốc đảo thì chúng ta đã làm tốt nhưng mà nó chưa bền vững, thì tới đây chúng ta phải có những cái giải pháp mạnh để mà làm sao mà chấm dứt chứ không phải ngăn chặn bình thường, để chấm dứt cái tình trạng này. Thì tôi cho rằng là các phía nhà nước, nhân dân và chính quyền địa phương phải cùng nhau thực hiện, trước hết là luật thủy sản sắp tới, và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải có cái nghị định làm sao cho kịp thời trong khoảng thời gian ngắn như thế này để thực hiện triệt để. Bên cạnh đó, việc xây dựng một nghề cá hiệu quả, bền vững, có trách nhiệm thì không để ngư dân khai thác thiếu bền vững, hiệu quả không cao và đầy rủi ro. Do đó, cơ quan chức năng cũng cần thường xuyên giáo dục ngư dân để ngư dân hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của luật. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc đầu tiên các ngư dân là phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về đánh bắt hải sản của Việt Nam, đặc biệt là khi có cái luật có hiệu lực thì chúng ta phải nghiêm chỉnh thực hiện việc đó. Trong này phải nói rằng cái vai trò của nhà nước về việc giáo dục của các doanh nghiệp và các ngư dân trong cái việc chấp hành luật pháp này. Tại vì ngư dân và các doanh nghiệp người ta cứ ở đâu ngoài khơi ấy. Ít khi ta bảo bờ, do đó chúng ta có những biện pháp nào để ta giáo dục người ta nghiêm chỉnh chấp hành, tôi nghĩ là điều đó điều quan trọng nhất. Cái thứ hai phải có biện pháp cứng rắn, áp dụng hàng loạt các cái quy định của nhà nước về đánh bắt thủy hải sản, đặc biệt là đánh bắt hải sản hiện nay chúng ta ngoài cái chuyện mà chúng ta vi phạm vùng đánh bắt của các nước thì việc mà đánh bắt sai mùa, đánh bắt hải sản thiếu không có kích cỡ hoặc là dùng những biện pháp tận diệt phá cái sản san hô hay là tàn sát hải sản vẫn còn nhiều. Có nhiều chuyện chúng ta phải áp dụng trong lĩnh vực này. Chúng tôi nghĩ rằng muốn ra làm ăn với các nước khác thì chúng ta phải tôn trọng như là các nước khác người ta tôn trọng thì chúng ta mới có thể hội nhập được. Hiện nay thì về phía Hiệp hội VASEP thì cũng đang nỗ lực cùng với phía chính phủ và cụ thể là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thủy sản để mà rà lại tất cả các vấn đề liên quan hiện nay chúng ta đang cần phải tập trung những cái điểm nào để trên cơ sở đó nó có thể là chứng minh với châu Âu rằng là chúng ta đang cải thiện cái điều kiện và các vấn đề liên quan, để trên cơ sở trong cái đợt xem xét lần tới sau 6 tháng thì chúng ta có thể là bảo đảm được cái việc là đáp ứng các cái yêu cầu về vấn đề IUU của châu Âu. Các chuyên gia cũng cho biết, để tiếp tục khắc phục những khuyến nghị của EU, trong thời gian tới, trách nhiệm của ngư dân, trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan quản lý phải rõ hơn và quyết liệt hơn nữa thì mới sớm gỡ bỏ được thẻ vàng. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.